Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip về cái chủ đề mà rất là ít người chia sẻ. Thì cái chủ đề thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia đường ngôi tóc, cách chia 82, cách chia 73, là 64, 55. Và cái chủ đề thứ hai là khi mà chúng ta chia đường ngôi khác nhau thì cái mái tóc và cái khuôn mặt của mình nó sẽ thay đổi như thế nào. Thì qua cái clip này các bạn có thể lựa chọn được cái kiểu tóc mà các bạn yêu thích nhé. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia ngôi. Chia ngôi như thế nào cũng vậy. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chia bằng cái ngón tay trước. Thì ví dụ như mình chia 73 thì mình sẽ dùng cái ngón tay này nè, mình để vào và mình đẩy thẳng ra phía sau. Đẩy thẳng ra phía sau. Trong lúc đó mình lấy tay kia mình dẹt ra. Đó. Thấy chưa? Rồi, mình sẽ làm lại. Dùng ngón tay. Ví dụ chia 55 đi, đẩy thẳng ra phía sau rồi tay kia dẹt ra. Đó, đó là cách chia. Đó là cách thứ nhất cho các bạn. Và cách thứ hai thì mình có thể chia một cái lược như thế này. Thì cái lược này hoặc là cái gì đó nhọn ở nhà các bạn lấy chải ra phía sau. Và cái tay này nè, các bạn dẹt ra phía sau. Và dẹt qua một bên chứ. Đó, sau đó các bạn chia ra. Đây là cách chia đường ngôi nha các bạn. Và các bạn chọn ngôi như thế nào hợp lý á, thì bình thường tóc của bạn nó nằm về hướng nào á, thì cái phần ít các bạn cho ngược lại là được ha. Bình thường tóc của mình nó nằm hết bên này thì cái phần ít của mình sẽ cho nằm bên này. Tại vì ít nó sẽ dễ chịu hơn nhiều. Rồi. Cái vấn đề chia ngôi thì thật ra thì các bạn chỉ cần làm một hai lần là các bạn làm được thôi nè. Nó là một hai lần là làm được thôi. Rồi. Cái chủ đề tiếp theo á, là khi chia ngôi khác nhau thì cái mái tóc và cái gương mặt của mình á, nó sẽ thay đổi như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ thử chia ngôi 82 nha các bạn. Chia ngôi 82 mình sẽ chia ở khoảng nửa chân mày. Mình sẽ chia thẳng ra phía sau. Sau khi chia xong mình dùng lược mình chải qua hai bên. Rồi ok. Với kiểu tóc này thì mình sẽ vuốt luôn nha các bạn. Mình sấy thì mình vuốt luôn nha. Mình bắt đầu sấy. Ok, sau khi sấy xong thì mình sẽ dùng sáp. Mình sẽ lấy một cái lượng sáp vừa phải, xoa đều lên tay. Rồi sau đó mình sẽ vuốt phần ít trước, là phần 2 nè các bạn. Mình vuốt nó phải sao. Sau đó mình sẽ vuốt cái phần bên đây. Mình sẽ tập trung vào phần này. Vuốt kiểu nào cũng vậy, 82 hay 64 hay 73, các bạn vẫn vuốt y như vậy cho mình nha. Chỉ khác cái đường chia thôi. Rồi những cái phần tóc còn lại thì các bạn để tự nhiên. Ok. Rồi lúc này các bạn chỉ cần lấy một ít gơm xịt phủ đều lên. Xịt ít thôi nha. Bình thường các sẽ xịt nhiều hơn nhưng mà mình còn vuốt kiểu khác nữa nên mình xịt ít. Ok, đây là kiểu tóc 82. Thì bây giờ mình sẽ đổi thành kiểu 73 xem nó khác như thế nào nha các bạn. Thì 73 mình sẽ lấy nhiều hơn một chút nha. Lấy nhiều hơn nè. Đây. Sau đó mình vuốt qua bên đây. Mình sẽ lấy sáp. Vuốt thêm vào bên đây. Rồi phần này thì mình sẽ chỉnh lại một tí cho nó chỉnh lên một tí. Tại mình đổi ngôi rồi. Ok, và đây là kiểu tóc 73. Các bạn thấy thế nào? Nó có thay đổi nhiều không? Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục với kiểu 64 nha các bạn. 64 thì có thể lấy sâu vào tí nữa cũng là gọi là 64 nha các bạn. Miễn sao nó chưa tới 5 năm là được. Đây, mình lấy nhiều hơn nữa nè. Ok, đây là kiểu 64.
Và mình thấy á, là những cái bạn có gương mặt gầy giống mình nè, gầy và nhỏ thì để kiểu 64 nhìn cái mặt mình sẽ tròn và đầy đặn hơn. Ok, sau khi vuốt xong kiểu 64 thì bây giờ mình sẽ vuốt tiếp kiểu 55 nha các bạn. 55 thì mình sẽ chia ngay giữa. 55 thì chắc chắn không thể để một bên vuốt ra sao một bên rũ được rồi, cho nên mình sẽ vuốt hai bên rũ xuống nha các bạn. Ok, sau khi sấy xong á thì mình sẽ vuốt toàn bộ tóc ra phía sau. Phần tóc mái thì mình sẽ cho nó rũ về trước. Mình rất ít khi vuốt kiểu này bởi vì khuôn mặt của mình cảm giác là nó không phù hợp. Và những bạn nào thấy cái mặt mình nhỏ thì nên để kiểu này. Và sau đó mình chỉ cần ngược gân. Và cách để giúp 55 không bị ngố, không bị ngáo á, nhìn nó không có bị ngu á, thì các bạn nên vuốt cái phần này phòng ra phía sau như thế này đó. Và các bạn nhìn nó rất là đẹp. Nếu mà các bạn để vuốt xuống như thế này nhìn nó ngáo ngáo như các bạn đó. Ok, mình sẽ cho các bạn xem kiểu 55 này. Và qua cái clip này thì mình nghĩ là các bạn đã chọn được cái kiểu tóc phù hợp cho mình và cái cách chia cái đường ngôi nào và phù hợp với kiểu tóc của mình. Thì để vuốt được nhiều kiểu tóc như mình á thì các bạn chỉ cần ra tiệm bảo người ta cắt là size bắt rũ hoặc là cắt resize là restyle nha các bạn, thì người ta sẽ cắt được như cái kiểu như thế này và các bạn muốn vuốt như thế nào thì vuốt thôi. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem.